Việt TV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, Việt TV xin phép chia sẻ một cái câu chuyện mà vừa rồi thì ở trên báo VN Express cũng đã có đăng về một cái thông tin của một vợ chồng Việt Kiều đã bán tất cả những gì mà đã có, đã tích góp được và đưa ba con trở về Việt Nam. Thì không biết là nội dung câu chuyện này như thế nào, mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Khi chuyến bay Copenhagen chuẩn bị đáp xuống Tân Sơn Nhất, Mai nhìn sang chồng và ba con, vẻ mặt thoảng thốt, không tin là họ đã trở về quê mẹ. Quê mẹ chào đón họ bằng một cơn mưa như chút nước của mùa hè. Vài phút sau thì trời tạnh và nắng chang chang, đây là sự khác biệt đầu tiên của họ trên hành trình trở về. Bởi kiểu thời tiết như thế này hoàn toàn không có ở Đan Mạch, nơi có cả năm thành viên gia đình được sinh ra. Một cảm giác lạ lẫm và kích thích xuất hiện trong tất cả chúng tôi. Mai Nguyễn, 28 tuổi, nói cơn mưa đánh thức ký ức về tuổi thơ, được mẹ dẫn về bà ở Thủ Thiêm, cùng các anh chị em chạy ra sân tắm. Đến lúc này thì tôi vẫn không chắc hành trình điên rồ này là vì các con hay là vì bản thân của mình. Mai Nguyễn và chồng, 30 tuổi, đều có bố mẹ là người Việt, và họ gặp nhau vào năm 2013. Lần lượt là sinh ba con năm 2019, 2020 và con trai út thì sinh năm 2022. Vợ chồng thì đang có một cuộc sống yên ổn ở quốc gia Bắc Âu, nơi mà người dân được miễn phí y tế và giáo dục. Tới bậc thạc sĩ, mỗi tháng các con của Mai nhận được 1.000 carong, khoảng 3,7 triệu đồng, tới năm 18 tuổi. Bản thân cô thì sắp tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị nhân sự, còn chồng của cô có bằng cấp kinh doanh và thiết kế. Xong thì các con càng lớn thì càng có một cái dấu hỏi về nguồn cội của chúng ngày càng nhiều. Từ những nhận thức đầu tiên về thế giới thì bé Mi, tức là bé đầu tiên, đã thắc mắc là tại sao mà tóc con lại đen, con muốn tóc con vàng như các bạn. Mai và chồng của cô đã cố gắng giải thích, xong những cái kiến thức về màu da, sắc tộc vẫn quá xa vời với bé. Người mẹ trăn trở hơn là sự thiếu kết nối của các con với ông bà nội ngoại. Do bất đồng ngôn ngữ thì cô thường xuyên nghe các con nói: bà nói gì mà con không hiểu, mẹ kêu bà nói tiếng Đan Mạch đi. Rồi cặp vợ chồng đã thử dạy cho con nói tiếng Việt ở nhà. Ý tưởng nhanh chóng thất bại vì ngay lập tức thì nhà đã biến thành cái chợ vỡ. Và những giọt nước mắt ấm ức của các bé rằng là tại sao mà cha mẹ đang nói tiếng Đan Mạch lại chuyển sang một cái ngôn ngữ khác. Và chính họ cũng dần hiểu là mình không đủ thành thạo ngôn ngữ văn hóa và đủ sức kiên nhẫn để dạy các con. Và họ đã lên một kế hoạch là khi mà Mai tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6 năm 2023 là sẽ du lịch Việt Nam trong 2 tháng để các con được tiếp xúc với tiếng Việt. Tuy nhiên càng đến ngày về thì họ lại càng thấy cái cách này chỉ như cưỡi ngựa xem hoa thôi, khó cải thiện được cái vấn đề. Khi mà ngồi lại với nhau để bàn bạc và vạch rõ ra những cái mất của kế hoạch về hẳn Việt Nam thì vợ chồng Mai biết là sẽ mất mọi cái sự trợ cấp của chính phủ, vốn là rất cần thiết cho gia đình có ba con nhỏ như thế này. Nhưng không đi lúc này sẽ không bao giờ có thể đi nữa. Tuổi thơ của các con sẽ trải qua rất là nhanh, và lúc đó thì muốn dạy gì cũng khó. Đây là thời điểm tốt nhất để cho lũ trẻ hiểu về cội nguồn. Và chồng của cô quyết định là khi mà xong thì họ sẽ giao bán nhà xe và thanh lý mọi đồ đạc. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2023, cả gia đình nhà 5 người lên một chuyến bay, bước vào một hành trình và bị rất nhiều người cho là dại dột. 2 tháng đầu thì họ dẫn các con đi du lịch để dành thời gian bên nhau, tránh cho các bé bị sốc tâm lý. Cả nhà đã đi Nha Trang rồi Hội An để thăm các làng mạc. Qua đó thì lũ trẻ được tiếp xúc với con người, trải nghiệm ẩm thực, đồ ăn cũng như là thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu. Mặc dù là bé lớn đầu tiên và bố thì từng có vài lần trở về cùng vốn tiếng Việt đủ giao tiếp, song để sống thì vẫn thực sự là khó khăn. Khi tìm hiểu về trường lớp cho các con đi học thì vợ chồng cô cũng đã sốc. Với cái học phí ở trường quốc tế, họ cũng không đủ điều kiện vào trường công. Đấy. Qua Tết của năm 2024 thì gia đình mới tìm được một trường tư phù hợp, có thể dạy cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mấy ngày đầu đi lớp thì các bé khóc lóc, bởi vì không ai ở đó nói cùng với ngôn ngữ. Bố mẹ thì sốt ruột, 9 giờ mới cho con đi lớp, và ngay đầu giờ chiều đã đón về. May mắn là sang tháng thứ 2 thì các con đã hòa nhập. Đến giờ thì nhiều lúc còn không muốn về vì chơi với bạn đang thích.
Và khó khăn nhất là vấn đề tìm việc để kiếm một cái cơ hội được trở thành nhân viên chính thức cho một công ty Đan Mạch ở Việt Nam. Thì Mai từng chấp nhận làm thực tập với mức lương là 2 triệu đồng, chỉ chủ đủ để trả tiền xe ôm đi lại từ cái căn hộ của họ ở quận 2 cho tới văn phòng ở quận 1. Có một lần khác thì cô đã trúng tuyển quản lý cho một công ty du lịch với mức lương là 60 triệu đồng. Tuy nhiên cái vướng mắc trong giấy tờ cho nên là mức lương đàm phán lại chỉ còn 8 triệu đồng, không có bảo hiểm visa nên chỉ làm một tháng rồi nghỉ. Hiện thì cô vẫn cố tìm việc có giờ giấc phù hợp với người có 3 con nhỏ. Bà mẹ Việt Kiều nói bất chấp những cái điều đó, 14 tháng qua ở Việt Nam thì vẫn là một cái cuộc phiêu lưu thú vị với gia đình của cô. Trước đây ở Đan Mạch thì họ sống trong một căn hộ sân sau, chỉ là một cái bãi cỏ không. Khu chung cư nào thì cũng có tới 4 hồ bơi như nơi mà họ đang thuê với giá là 16 triệu đồng. Như ở đây thì cuộc sống ở thành phố có 180.000 dân, khiến cho mọi thứ muốn mua đều phải đặt hàng. Nhưng ở thành phố 9 triệu dân này thì có quá nhiều một cái sự lựa chọn. Mai nói rằng là khi thèm một tô phở nóng thì cô chỉ cần chạy ra trước nhà, thậm chí là một tin nhắn điện thoại thôi cũng đã có người giao đồ tận cửa rồi. Họ thích cái nhịp sống sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí sinh hoạt thì rất là rẻ. Và đặc biệt là họ cũng thích cái việc đi lại ở Việt Nam trên một chiếc xe máy, thay vì đi đâu cũng phải ô tô như trước đây. Đặc biệt là ẩm thực đã mở rộng hoàn toàn vị giác của bọn trẻ. Bố mẹ Việt Kiều có một cái quy tắc là con phải nếm thử mọi thứ trước khi tuyên bố thích hay không. Giờ đây thì các bé đã đủ quen với đủ loại thực phẩm, món ngon, trái cây bốn mùa. Con gái lớn thì thích cà chua sống và thích mọi thứ ăn kèm bún. Con thứ hai thì mê mẩn sầu riêng, còn con trai út thì thích ăn mọi thứ, miễn là đồ ăn Việt Nam. Và điều mà khiến cho vợ chồng Mai hạnh phúc nhất là vốn tiếng Việt của các bé đã khá lên từng ngày. Hai bé 5 và 4 tuổi thì đã có thể đọc từ 1 đến 100 bằng tiếng Việt và nói chuyện được với ông bà trong cuộc gọi gần đây. Cô chị cả thì hào hứng đánh vần các từ vốn tiếng Việt thì một cách rất là thuần thục trong tiếng vỗ tay của ông bà nội. Hơn một năm tiếp xúc với tiếng Việt thì các con đã rất là tiến bộ, giúp cho vợ chồng của Mai biết rằng là quyết định về nước đã thành công. Và chồng của Mai cho biết hành trình này không chỉ giúp các con hiểu về cội nguồn và cái trạm văn hóa, còn phát triển kỹ năng, cùng nhau tạo nên một cái tuổi thơ khó quên và củng cố cái mối quan hệ gia đình. Và tối ngày 24 tháng 8 thì gia đình 5 người đã quây quần bên chiếc bánh sinh nhật để hát mừng, chúc mừng sinh nhật con gái thứ hai. Thấm thoát cũng đã 2 sinh nhật rồi, cô bé được tổ chức ở Việt Nam. Và khi mà nhận ra điều này thì Mai và chồng đã nhìn nhau cười. Không cần nói thì tự hiểu là họ cũng đã từng có một cái thỏa thuận trước một cái chuyến đi rằng nếu như một trong hai nhớ nhà hoặc muốn về Đan Mạch, không cần giải thích lý do, họ sẽ về. Mai nói không ngờ đã 14 tháng qua chúng tôi chưa một lần nghĩ về điều đó. Và vừa rồi thì quý vị cũng vừa được nghe một cái câu chuyện của một đôi vợ chồng Việt Kiều sau khi mà bán tất cả để mà trở về Việt Nam cùng với 3 đứa con. Họ đã phải trải qua cũng rất là nhiều những cái khó khăn, thử thách với thời gian đầu khi mà tiếp xúc với một môi trường mới. Nhưng mà sau 14 tháng thì họ cũng đã bắt đầu thích nghi với môi trường đó rồi và cũng đã thích nghi được với cái cuộc sống ở Việt Nam nha quý vị. Sau khi cái câu chuyện này được chia sẻ thì cũng đã có rất nhiều những cái ý kiến ở bên dưới. Và VTV cũng xin được trích lại một số những ý kiến của các quý vị khán giả. Có một vị khán giả đã nói rằng là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, Việt Nam là số 1 rồi. Ở Việt Nam có tiền sống sướng như tiên. Ý kiến thứ hai, không phải ai cũng dám như gia đình bạn, thật là tuyệt vời khi được là người Việt Nam. Và tiếp theo sẽ là một vị khán giả cũng có nói lên cái suy nghĩ của mình. Có thể là tụi nhỏ lớn lên như cánh chim bay đi muôn nơi, như cha mẹ chúng đã từng giúp chúng, nhưng chúng biết mình là ai và ở đâu trên trái đất này. Chúc cho gia đình của vợ chồng Việt Kiều này sẽ có những cái phút giây viên mãn với những gì mà mình quyết định, lựa chọn. Ý kiến tiếp theo cũng đã nói lên về cái suy nghĩ đúng là cái quyết định vô cùng mạo hiểm, phải đánh đổi lẫn trả giá, nhưng mà vẫn chúc gia đình của chị Mai này đạt được ý nguyện. Thì nhìn ba cháu thì rất là dễ thương. Các bé thì cũng đã hòa nhập với môi trường mới, đó là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà 14 tháng qua thì có vẻ như gia đình đã trải qua không ít khó khăn về kinh tế. Dù giá sinh hoạt được nhận xét là rẻ, nhưng mà tiền học cộng với cái tiền thuê căn hộ
16 triệu một tháng, thì trong khi mẹ thì vẫn chưa có thông tin về công việc với cái mức lương ổn định. Đó là một cái khó khăn lớn. Với tài năng của ông chồng thì sẽ có một cái việc làm lương cao không khó, bởi vì trong cái môi trường thích hợp thì với tính cần cù, nhẫn nại, chịu khó, đơn giản thì mình dẫu là sống trong căn nhà thuê 4-5 triệu cũng chả sao cả. Dù sao thì cũng chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn thành công. Và cũng có một vị khán giả có câu hỏi như thế này: sao không cho con học ở trường bình thường thôi, ở căn hộ bình thường như nhiều gia đình thu nhập trung bình họ ở Việt Nam ý? Con cái của họ cũng đã rất thành công, trải nghiệm chưa tới qua một nước nghèo hơn để mà sống, thì đòi hỏi dịch vụ cao cấp thì không nên. Làm sao mà học trường công, trường nói tiếng Việt bình thường được? Đó cũng là ý kiến của một vị khán giả tiếp theo. Và vị khán giả này cho rằng khi mà các bé không có quốc tịch Việt Nam, không biết nói tiếng Việt ở Việt Nam, thì cũng có nhiều người Việt sống như họ. Và cũng đã có rất nhiều những cái ý kiến được đưa ra. Nói chung thì VTV cũng chỉ trích ra một vài những cái ý kiến như vậy để cho quý vị có thể tham khảo thôi. Và thực tế rằng thì không phải những Việt Kiều trở về Việt Nam thì đều là những Việt Kiều có thể thích nghi ngay được với môi trường mới, cũng như là cuộc sống mới, đúng không quý vị? Ở đây thì có lẽ gia đình Việt Kiều này còn trẻ, họ cũng có thể tiếp xúc với môi trường mới, văn hóa mới và cũng sẽ tốt hơn. Cùng với đó là những con trẻ của họ vẫn còn nhỏ thì cũng sẽ gọi là thích nghi được dễ dàng hơn so với những gia đình nào là Việt Kiều sống lâu năm ở nước ngoài muốn trở về Việt Nam. Thì cũng phải suy nghĩ thật là kỹ nha quý vị. Bởi vì bây giờ cái việc mà thay đổi một môi trường mới cũng phải mất rất nhiều thời gian. Và đôi khi những người lớn tuổi thì họ sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề thích nghi hơn là những người trẻ tuổi. Và còn rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như trong bài viết này thì quý vị khi mà nghe lướt qua thì quý vị cũng có thể thấy cái vấn đề đầu tiên, tức là tiền đâu. Nếu như để mà trang trải cái chi phí cho một gia đình 5 người mà ở Sài Gòn như thế này thì cũng không hề đơn giản. Và họ mới ở Việt Nam có 14 tháng thôi, thì có thể là cái số tiền họ bán nhà, bán cửa, bán xe, bán cộ thì vẫn có thể chi trả được. Nhưng còn về lâu về dài, tính cái chuyện đi đường dài như thế nào, rồi khi mà thuê một cái căn hộ 16 triệu như vậy, rồi thì ba con học ở môi trường quốc tế, hoặc là kể cả như là học ở môi trường tư đi, như là gia đình chia sẻ chẳng hạn, thì cũng sẽ rất là tốn kém rất là nhiều. Và hiện tại thì cô vợ lại cũng chưa kiếm được cái việc làm ưng ý. Còn người chồng thì có thể là có một cái trình độ, có thể kiếm được một cái công việc ở mức lương kha khá, nhưng mà cũng chỉ gọi là duy trì được cuộc sống nếu như mà người vợ chưa đi làm được. Còn để mà với cái mức chi tiêu gọi là thoải mái thì chắc chắn là cô vợ này cũng phải kiếm được một cái công việc kha khá, cũng như là một cái sự ổn định để làm sao mà có thể lo được cho gia đình 5 người nha quý vị. Nói chung thì đây là một cái bài chia sẻ cũng khá là mới, và VTV cũng muốn gửi tới cho quý vị trong cái video này. Thực tế thì có rất nhiều Việt Kiều cũng đã lựa chọn về Việt Nam, cũng phải đối mặt với cái việc là lo cái vấn đề cơm áo gạo tiền nha quý vị. Và không phải ai cũng có thể vượt qua được cái điều đó. Có những người thì đơn giản rằng là họ về Việt Nam, họ ở với một cái mức lương từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ, sống thoải mái. Nhưng mà đâu chỉ việc sống đâu thôi quý vị, còn rất nhiều những cái mối quan hệ, ví dụ như là gia đình, họ hàng, bạn bè, rồi anh chị em, rồi nhà cửa các thứ. Nói chung là mỗi một gia đình có một cái hoàn cảnh khác nhau, cũng như là có một cái điều kiện kinh tế khác nhau. Và trong video này thì VTV cũng muốn gửi tới cho quý vị một số những cái thông tin là như vậy. Thì không biết là quý vị sau khi mà nghe xong câu chuyện về hai vợ chồng Việt Kiều này thì quý vị cảm thấy như thế nào, và có ý kiến nào muốn bày tỏ, muốn đóng góp thì có thể là chúng ta để lại comment bên dưới phần bình luận của video này. Còn nội dung của video ngày hôm nay về TV xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.